nhất qua năm trước. Cầm mấy cầm một tí, cầm mấy cầm. Cầm. Rồi. Để xác người. Năm trước em mới qua đây học. Và em mắc bệnh mất ngủ, thường hay dậy đêm đi giải đêm và đi vào giấc ngủ rất là khó. Trong cơ thể nhiều khi cảm thấy buồn bực, nhưng mà từ sau khi chơi đá thì hiện tượng mất ngủ đã hết, đi vào giấc ngủ cũng ngon và sâu hơn, hoặc không và không đi không dậy đêm nữa. Rồi và một điều kỳ diệu nữa là em không giảm cân, nhưng mà nhưng mà quần áo có nhỏ đi rất nhiều. Điều này thì có thể các bạn gái, các chị muốn làm đẹp thì có thể chườm đá nhiều hơn. Xin cảm ơn rất nhiều.